Xin kính chào và cảm ơn quý vị đang theo dõi bản tin số và công nghệ của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau đây. Ngành thông tin và truyền thông hướng tới phổ cập hạ tầng số, ứng dụng số. Từ cuối năm 2024, mạng Viettel sẽ chỉ còn hai công nghệ 4G và 5G. hiệu quả của công tác nộp hồ sơ trực tuyến thanh toán trực tiếp nghĩa vụ tài chính trên cổng dịch vụ công quốc gia các thủ tục hành chính về đất đai năm 2023, doanh thu toàn ngành thông tin và truyền thông ước đạt trên 3,7 triệu tỷ đồng, tăng 1,49% so với năm 2022, đóng góp vào GDP của ngành ước đạt gần 887.400 tỷ đồng, tăng 1,34% so với năm 2022. Đặc biệt, năm 2023, công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế tiếp tục được ngành thông tin và truyền thông ưu tiên thực hiện luật giao dịch điện tử và luật viễn thông đã được Quốc hội khóa 15 thông qua với tỷ lệ biểu quyết thông qua cao. Như vậy, sau 14 năm, ngành thông tin và truyền thông có được hai luật được ban hành trong một năm. Phát huy những thành tiệu đã đạt được năm 2024, ngành thông tin và truyền thông sẽ thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm theo chủ đề phổ cập hạ tầng số, sáng tạo ứng dụng số. Mục tiêu là để phát triển kinh tế số, tạo động lực mới cho tăng trưởng kinh tế và năng suất lao động. Ngoài ra, năm 2024 sẽ là năm ứng dụng mạnh mẽ AI trợ lý ảo. Thế giới đã bước sang năm 2024, một năm được dự báo sẽ chứng kiến sự phát triển nhanh chóng của điện toán đám mây, một xu hướng công nghệ dẫn dắt toàn cầu. Hiện nay, phần lớn các nền tảng và các dịch vụ được sử dụng phổ biến đều đang vận hành trên cơ sở sử dụng công nghệ điện toán đám mây. Không chỉ trên toàn thế giới mà ngay ở Việt Nam, điện toán đám mây Make in Việt Nam cũng có rất nhiều tiềm năng. Việt Nam được đánh giá là một trong 10 thị trường mới nổi trên thị trường trung tâm dữ liệu điện toán đám mây. Theo báo cáo cuối năm 2023 của Research and Markets, quy mô thị trường trung tâm dữ liệu Việt Nam dự kiến sẽ tăng trưởng với tốc độ là 10,68% trong giai đoạn 2022-2028. Tại Việt Nam, hiện có 5 nền tảng điện toán đám mây Make in Việt Nam đáp ứng các tiêu chí chỉ tiêu kỹ thuật phục vụ chính phủ điện tử, chính quyền điện tử. Năm 2024 là năm bản lề, là cơ hội lớn cho ngành trung tâm dữ liệu và điện toán đám mây Việt Nam tăng tốc và bứt phá để từ đó, nền tảng số điện toán đám mây MicY Việt Nam sẽ là một lựa chọn chiếm ưu thế đối với người dùng trong nước. Bộ Y tế cho biết, từ ngày 1 tháng 4 năm 2024 sẽ thử nghiệm triển khai giấy chuyển tuyến bảo hiểm y tế và giấy hẹn khám lại điện tử nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người bệnh và minh bạch hóa thương tình. Việc triển khai giấy chuyển tuyến bảo hiểm y tế điện tử và giấy hẹn khám lại điện tử phục vụ quản lý nhà nước về công tác chuyển tuyến bảo hiểm y tế, tạo kho dữ liệu tập trung phục vụ phân tích thống kê, kịp thời điều chỉnh chính sách bảo hiểm y tế sát với thực tế, đồng thời giúp công khai minh bạch trong công tác chuyển tuyến, ứng dụng chuyển đổi số này hướng tới đơn giản hóa thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian, tạo thuận lợi tiện ích cho người bệnh, cơ sở khám chữa bệnh khi tiếp nhận làm các thủ tục chuyển tuyến tái khám, hạn chế các hành vi gian lận giả mạo trong công tác chuyển tuyến và hỗ trợ cơ quan bảo hiểm xã hội trong công tác giám định thanh toán bảo hiểm y tế. Theo lộ trình, việc triển khai giấy chuyển tuyến bảo hiểm y tế và giấy hẹn khám lại điện tử chính thức trong toàn quốc sẽ bắt đầu từ ngày 1 tháng 7 năm 2024. Trung tâm di động của Viettel Telecom cho biết, nếu có tần số triển khai 5G, Viettel có thể chỉ còn hai công nghệ 4G và 5G vào cuối năm 2024. Việc chuyển đổi các khách hàng 2G lên 4G đã được nhà mạng này thực hiện từ cách đây 4 năm. Bên cạnh đó, Viettel còn là nhà mạng đầu tiên chuyển đổi toàn bộ thuê bao 3G lên 4G thành công. Để có thể tắt sóng 2G, mục tiêu Viettel đặt ra trong thời gian từ nay đến tháng 9 năm 2024 là cần dịch chuyển đưa tỷ lệ thuê bao 2G trên mạng từ khoảng 16% hiện nay xuống còn dưới 5%. Nhiều nội dung công việc để thực hiện tắt trạm 2G 3G đã và đang được Viettel triển khai như đảm bảo vùng phủ của 4G đến hết các khu vực có khách hàng Viettel, hỗ trợ dịch vụ giá cước cho khách hàng sử dụng dịch vụ 4G. Có chính sách hỗ trợ đến 50% giá máy cho khách hàng 2G chuyển lên 4G. Triển khai các chính sách kích thích, thúc đẩy khách hàng chuyển dịch lên dùng data, sử dụng smartphone. Kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2024 được nhận định là thời điểm tạo cơ hội cho các đối tượng lừa đảo lợi dụng nhu cầu mua vé máy bay về quê, đi du lịch của người dân nhằm chiếm đoạt tài sản cách thức các đối tượng lừa đảo sử dụng tạo lập fanpage giả mạo đăng bài quảng cáo để thu hút sự chú ý của người dùng khi có khách hàng tìm đến đối tượng hướng dẫn họ làm theo yêu cầu đăng bài trên facebook với nội dung bán vé máy bay giá rẻ ngay sau khi được người hại chuyển tiền đối tượng lập tức chặn facebook xóa toàn bộ dấu vết các tài khoản đã sử dụng liên hệ nhiều đối tượng còn tự nhận là nhân viên của hãng nên có chiết khấu cao giả mạo đại lý ủy quyền để đưa ra các mức giá hấp dẫn khiến nhiều người mắc bẫy cục an toàn thông tin bộ thông tin truyền thông khuyến cáo người dân nên trực tiếp đặt vé qua website chính của hãng hàng không hoặc gọi trực tiếp lên tổng đài trước khi thực hiện bất cứ giao dịch nào người dân cần tìm hiểu kỹ và xác nhận thông tin mã vé và kiểm tra có hiệu lực đồng thời yêu cầu nhân viên của hãng xoát lại thông tin hành trình bay hành khách bay đặc biệt không nên giao dịch qua bên trung gian thứ ba hay các đại lý khi không rõ về chất lượng độ uy tín Thưa quý vị và các bạn, nhằm đẩy mạnh việc nộp hồ sơ trực tuyến và thanh toán trực tiếp nghĩa vụ tài chính đất đai trên cổng dịch vụ công quốc gia, Sở Tài nguyên và Môi trường Thanh Hóa đã chỉ đạo bộ phận một cửa của các chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn người dân thực hiện, thúc đẩy công dân ứng dụng công nghệ thông tin trong việc thực hiện các thủ tục hành chính, nâng cao tỷ lệ hồ sơ trực tuyến toàn phần, giảm thời gian đi lại cho người dân. Gia đình ông Phạm Quang Ấn sở hữu lô đất gần 800 m2 tại xã Định Tân, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa. Thời gian gần đây, gia đình ông có nhu cầu cấp đổi từ sổ đỏ và sổ hồng cũ sang sổ hồng mới. Vì vậy, ông đã đến chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai huyện Yên Định để nộp hồ sơ. Tại đây, cán bộ chi nhánh đã hướng dẫn ông nộp hồ sơ trực tuyến và thanh toán trực tuyến nghĩa vụ tài chính đất đai trên cổng dịch vụ công quốc gia. Sau 28 ngày, gia đình ông ấn đã được cấp đổi sổ hồng mới. Cái khi chưa đến á thì tôi lại nghe rằng là nó sẽ phức tạp. và nhiều khó khăn nhưng sau khi đến đây rồi ấy, thì tôi lại thấy rằng nó không phải như, như luật. Thái độ của cán bộ công nhân viên ở đây này rất là niềm nở và nhiệt tình hò hởi. Nhằm để mạnh đồ hồ sơ trực tuyến, thanh toán trực tiếp nghĩa vụ tài chính trên Cổng Dịch vụ Công Quốc gia, các thủ tục hành chính về đất đai, Sở Tài nguyên và Môi trường đã chỉ đạo Bộ phận Một Cửa của các chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai để mạnh tuyên truyền hướng dẫn người dân lợi ích của việc thanh toán trực tuyến nghĩa vụ tài chính trong thực hiện thủ tục hành chính về đất đai đồng thời giao chỉ tiêu đến từng chi nhánh nhằm nâng cao số lượng thanh toán trực tuyến trên hệ thống mỗi chi nhánh đã chọn điểm ít nhất 5 trường hợp cụ thể đủ điều kiện để thanh toán trực tuyến việc triển khai thanh toán trực tuyến góp phần thúc đẩy công dân ứng dụng công nghệ thông tin trong việc thực hiện các thủ tục hành chính nâng cao tỷ lệ hồ sơ trực tuyến toàn tỉnh giảm thời gian đi lại cho người dân Đến nay, 27 trên 27 chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai trực thuộc đã triển khai thực hiện đều hoàn thành và hoàn thành vượt chỉ tiêu đề ra. Việc triển khai thanh toán trực tuyến góp phần thúc đẩy công dân ứng dụng công nghệ thông tin trong việc thực hiện các thủ tục hành chính, nâng cao tỷ lệ hồ sơ trực tuyến toàn phần, giảm thời gian đi lại giữa các cơ quan nhà nước cho người dân. Chi nhánh hỏi đất đai huyện Yên Định là thường xuyên là giao ban với các cái đồng chí thực hiện cái công tác tiếp nhận và trả kết quả tại một cửa quán triệt đến các đồng chí về cái thực hiện đúng cái nội quy quy chế và quy tắc là ứng xử về cái việc là ba trong cái việc thực hiện cái nhiệm vụ tài chính của người dân và đồng thời tăng cường cái công tác hướng dẫn làm sao để cho người dân không bớt phải đi lại nhiều lần. Bên cạnh những kết quả đạt được, việc thanh toán trực tuyến trên cổng dịch vụ công quốc gia tại các chi nhánh hiện còn gặp một số khó khăn, vướng mắc như hệ thống phần mềm còn bị lỗi, chậm, chưa đồng bộ, thao tác thanh toán trực tuyến gồm nhiều bước nên người dân gặp khó khăn khi thực hiện. Thanh toán trực tuyến là nội dung mới nên khi triển khai người dân còn e rè, ngại sử dụng tài khoản cá nhân. Một số địa bàn, nhất là các huyện miền núi, người dân còn bị hạn chế về công nghệ thông tin, trang thiết bị điện thoại, máy tính, chưa sử dụng tài khoản ngân hàng nên việc triển khai thanh toán trực tuyến đạt tỷ lệ chưa cao chúng tôi cũng có kiến nghị là đề nghị với lại các cấp tuyên truyền và hướng dẫn người dân nhiều hơn nữa trong cái việc thực hiện các cái nộp hồ sơ cũng như là thanh toán trực tuyến trên cổng dịch công quốc gia. Để triển khai thực hiện tốt thanh toán trực tuyến nghĩa vụ tài chính trong thực hiện thủ tục hành chính về đất đai trên cổng dịch vụ công quốc gia, Văn phòng đăng ký đất đai đã đề xuất Sở Tài nguyên và Môi trường kiến nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các đơn vị có liên quan phối hợp thực hiện các giải pháp để khắc phục các khó khăn vướng mắc, qua đó giúp người dân trên địa bàn tỉnh thực hiện các thủ tục hành chính về đất đai ngày càng nhanh chóng, thuận lợi hơn. Bản tin số và công nghệ xin tạm dừng tại đây, xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những bản tin tiếp theo.